Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Những ngày qua thì việc xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS dù ở bậc đại học hay là cấp trung học cơ sở trung học phổ thông thì đều gây ra những ý kiến trái chiều. Bởi hiện nay đây vẫn là chứng chỉ chưa phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là với học sinh các địa bàn ở nông thôn miền núi. Và thậm chí là ngay cả với nhiều học sinh ở các thành phố lớn thì việc sở hữu chứng chỉ IELTS cũng còn những hạn chế, vừa là điều kiện để đăng ký thi và vừa là trình độ năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong chuyện tối nay ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay ông Đặng Minh Tuấn, trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội để có thể cùng tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, để mà nói về khả năng ngoại ngữ của Việt Nam chúng ta thì ở mặt bằng chung phạm vi cả nước, cả năng lực ngoại ngữ và cụ thể là năng lực bộ môn tiếng Anh của học sinh phổ thông thì hiện nay nói thật là cũng chưa thực sự cao so với các nước khác trong khu vực. Và việc một bộ phận học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì góp phần nâng cao năng lực tiếng Anh của học sinh phổ thông. Tuy nhiên thì việc các trường ưu tiên xét tuyển đối với học sinh có chứng chỉ quốc tế này, ông có nghĩ rằng là cũng sẽ gây ra một vài những cái sự bất công đối với các em học sinh khác hay không ạ? Đối với cái tình hình mà học ngoại ngữ hiện nay, theo mình được biết rằng là cái việc mà thúc đẩy cái phong trào học ngoại ngữ là rất là tốt. Tức là những bạn mà có cái năng lực mà để có thể thi được các chứng chỉ quốc tế như TOEFL, IELTS cũng là một cái khuyến khích, và thứ hai là cũng thể hiện cái năng lực tốt của các bạn. Nhưng mình thì phải nhìn tổng thể một chút là ở những nơi có những điều kiện kinh tế tốt thì việc học ngoại ngữ là rất là tốn kém, đặc biệt là học để thi các chứng chỉ IELTS hay TOEFL. Và nó sẽ là một cái bất, tức là nó sẽ là cái mà không công bằng đối với các bạn mà ở các vùng miền có điều kiện kinh tế khó khăn. Thì dẫn tới rằng là nếu mà chúng ta xét tuyển mà chúng ta nói quá nhiều về câu chuyện về chứng chỉ quốc tế thì nó sẽ gây ra cái sự mà có những bạn mà có năng lực rất là tốt về mặt tư duy, nhưng mà cái điều kiện gia đình cũng như cái vùng miền mà các bạn không thể tiếp cận được cái việc học để chứng chỉ quốc tế thì đó là một cái thiệt thòi rất là lớn. Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là những năm gần đây thì có cái sự bùng nổ liên quan tới việc là các trường đại học sẽ công nhận những cái chứng chỉ IELTS hay TOEFL này như là một cái chứng nhận để có thể là tuyển thẳng các em học sinh vào đại học. Tuy nhiên không dừng lại ở cấp học này mà ngay giờ chúng ta thấy rằng là ngay cả các em học sinh vào đầu cấp lớp 6 hay là lớp 10 thì cũng đã có một số trường sử dụng những cái chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế để có thể làm cái điều kiện xét tuyển cho các em rồi. Vậy thì anh ông có cho rằng là liệu cái điều này sẽ gây ra những cuộc đua để học những cái chứng chỉ ngoại ngữ khi mà các bạn còn rất là nhỏ, ngay từ lớp 1, lớp 2 hay không ạ? Cái điều này nó là một cái gọi là hậu quả thì đúng hơn. Nó là một cái hậu quả của việc mà khi các cái trường mà tiêu chí xét tuyển, tại vì khi tiêu chí xét tuyển vào các cái cấp ấy, thì bao giờ tiêu chí xét tuyển của cái người có năng lực học toàn diện. Nếu mà chúng ta chỉ lấy một cái chứng chỉ mà chúng ta xét tuyển thì nó gây ra cái bất cập. Bất cập ở điểm nào như mình vừa chia sẻ đó là gì? Nó sẽ gây cho cái việc mà cái nhu cầu hay phong trào học của các phụ huynh. Vì phụ huynh bao giờ cũng mong muốn cho con mình đạt được tốt nhất, được vào những trường tốt nhất. Và rõ ràng đầu tư càng sớm thì mọi người nghĩ rằng nó sẽ càng được thuận lợi. Đấy, nhưng mọi người không biết rằng là chứng chỉ nó chỉ có giá trị trong 2 năm thôi. Và nếu mà quá trình làm như thế thì thứ nhất là cái việc mà đầu tư từ sớm, trong khi đó các con trẻ còn quá nhiều việc phải làm, tức là học những cái kỹ năng sống cần phải học, rồi những cái kiến thức về nghệ thuật, thể thao, phát triển thể chất, rồi những cái kiến thức về cái văn hóa. Thế thì nếu mà chỉ tập trung vào một cái chứng chỉ mà nó chỉ có giá trị trong vòng thời gian ngắn là 2 năm, thế thì rõ ràng là đấy là cái điểm là cái đầu tư thời gian không hợp lý. Song song nữa là nếu mà các trường mà lại đón nhận các bạn, coi như nếu các bạn có chứng chỉ đó là một suất, thì rõ ràng là cái đánh giá năng lực của các bạn là chưa hợp lý. Vì tiếng Anh nó chỉ là cái kỹ năng, là công cụ thôi, là phương tiện thôi. Nó chưa thể đánh giá được, nó không liên quan gì cái câu chuyện là tài năng của một đứa trẻ cả. Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là mọi người vẫn hay nghĩ rằng là học tiếng Anh vốn dĩ chúng ta học nghe, nói, đọc, viết là để giao tiếp, để làm việc, để phục vụ cho mình sau này. Nhưng bây giờ dường như câu chuyện học tiếng Anh đối với các bạn học sinh là chỉ để thi lấy một cái chứng chỉ thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng tiếng Anh vẫn là một cái năng lực tốt. Và nếu như chúng ta có thể nói được tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh thành thục thì là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Vậy thì theo ông, việc ưu tiên xét tuyển đối với những học sinh mà có những cái chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế thì chúng ta nên dừng lại ở cái mức độ nào hay là ở cấp học nào thì sẽ là phù hợp? Theo mình thì tất cả các chứng chỉ nó có thời hạn. Và thứ hai là như mình nói, nó là các cái kỹ năng. Thế nên là nó chỉ đưa vào là một cái phương thức gọi là được cộng điểm, chứ không phải là một cái tấm vé để các bạn ấy vào một cái suất hay vào một cái trường nào đó. Trừ phi là cái điều đó nó đánh giá về các cái ngành liên quan đến ngôn ngữ, tức là ngoại ngữ mà liên quan trực tiếp tới cái vấn đề đánh giá về mặt ngôn ngữ. Tại vì thực ra có những bạn mà đạt những điểm cao
của cái IELTS hay TOEFL thì thực ra là các bạn ấy năng lực rất là tốt, đọc hiểu và phân tích vấn đề. Tại vì những cái kỳ thi đó ấy, là nó dành cho những người lớn, những người mà học sinh là vào sinh viên và đại học hoặc những người đi làm, tức là phải biết được, nhận thức được thế giới quan, có những phân tích về kinh tế, về xã hội nó một cách đầy đủ, chứ không dành cho các bạn nhỏ. Nên dẫn tới rằng là chúng ta cần phải truyền thông hay thông điệp một cách rất là đầy đủ để các phụ huynh cũng như các giáo viên, để chúng ta hiểu rõ hơn cái việc mà đạt kết quả cao, điểm cao của IELTS TOEFL là rất tốt, nhưng không có nghĩa rằng là nó là một cái kim chỉ nam cho tất cả mọi cái hoạt động khác hay là những cái rèn luyện kỹ năng khác chúng ta lại bỏ qua mất. Thì cái việc đánh giá như thế thì mình nghĩ rằng là nó sẽ gây cái xáo trộn đối với phụ huynh cũng như học sinh. Vâng, bản thân trong gia đình tôi bây giờ thì có những cái bạn nhỏ học cấp 2 thì cũng bắt đầu bước vào lớp 6 là bố mẹ đã tính là cho con đi học IELTS để có thể là sau này biết đâu con có thể tuyển thẳng vào một cái lớp 10 nào đấy rồi. Vậy thì theo ông liệu rằng nếu chúng ta cứ không kiểm soát cái việc tuyển sinh đầu vào các cấp cũng như là tuyển sinh đại học dựa vào các chứng chỉ ngoại ngữ như vậy thì liệu có gây ra một cái sự méo mó trong cái tư duy cũng như là cái cách suy nghĩ của phụ huynh cũng như là của tất cả mọi người trong xã hội liên quan tới vấn đề tuyển sinh giáo dục hay không ạ? Ở đây mình nghĩ rằng là chúng ta phải đưa ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái phong trào học ngoại ngữ là rất cần, đặc biệt như đối với Việt Nam thì chúng ta có tiếng Anh, nó là một cái công cụ, là phương tiện để giao lưu với quốc tế, cũng là chúng ta có thể tiếp cận được một kho tư liệu khổng lồ, là chúng ta hoàn toàn có thể tra cứu bằng tiếng Anh. Thì cái đó là cái mà mình nghĩ là khuyến khích từ mọi cấp, từ nhỏ cũng được. Đấy, nhưng mà đặc biệt nếu mà để xét vào cái câu chuyện là tuyển sinh, và đặc biệt đối với các cái trường cấp 2, cấp 3 hay là đại học, mình nghĩ là cơ quan quản lý cần phải vào cuộc. Đó là có một cái vào cuộc là đánh giá một cách đúng mực để làm sao mà chúng ta truyền thông ra bên ngoài. Vì thực ra người dân nó phụ thuộc vào rất nhiều các thông cáo báo chí cũng như là các cái đầu tuyển sinh. Nếu mà trong cái danh sách tuyển sinh mà có thêm các cái dữ liệu cụ thể là cần điểm IELTS hay TOEFL thì bắt buộc người dân sẽ tìm con đường để đi bằng con đường đó. Thế nên dẫn tới rằng là trong cái thông nghị báo chí, cái năng lực đó mình nghĩ rằng là cần có cái điểm năng lực của nội, tức là cái bài kiểm tra nội bộ, tức là bài kiểm tra của trong nước, để chúng ta đánh giá chính học sinh của chúng ta. Nếu mà chúng ta đi mượn cái đánh giá ở bên ngoài thì thực sự nó làm cái rất lãng phí, tại vì học và thi cử và học sinh phụ huynh cũng tốn rất là nhiều tiền bạc. Thì điều đấy có nghĩa nó gây cho cái sự thất thoát về mặt tài chính cũng như là cái sự không lãng phí không đáng có. Nếu mà các cơ quan quản lý có được cái bộ đánh giá ở nội bộ, tức là đánh giá quốc nội, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được, và cái nguồn lực đó cũng như việc tài chính đó chúng ta không bị mất mát đi. Nhưng mà mình nói câu chuyện ban đầu, chúng ta phải phân rạch ròi rõ hai cái chuyện đấy. Nói điều đấy có nghĩa là không phải là câu chuyện các bạn học IELTS thì kém hoặc là các bạn không học tiếng Anh thì tốt, không phải thế, mà chúng ta cần phải nâng cao năng lực để chúng ta có thể tiếp thu kiến thức, có thể toán, lý, hóa, sinh, kể cả những cái môn xã hội hay kể cả những cái môn về kỹ năng, về cờ, về thể thao bằng tiếng Anh. Tức là chúng ta coi là một cái ngôn ngữ, là cái phương tiện để chúng ta gì tiếp thu kiến thức, để phải rất là rạch ròi như thế để các bạn không bị nhầm lẫn. Vâng, vấn đề là chúng ta học để làm gì, và cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái công cụ nào để có thể đánh giá được cái năng lực đó, đúng không ạ? Vậy thì theo ông thì đối với việc dạy cũng như là học ngoại ngữ ở các cấp học phổ thông hiện nay thì học sinh và phụ huynh chúng ta nên tiếp cận như thế nào cho đúng và tránh cái sự hiểu lầm? Ở đây thì chúng ta phải tiếp cận rất là rõ là thứ nhất là chúng ta đang bị chạy theo phong trào, và cũng vì muốn một cái suất bằng con đường của ngoại ngữ, bằng các chứng chỉ, thế nên là chúng ta bị đầu tư theo. Xong khi đó thì thực ra là gì? Một ngày thì tất cả người giàu, người nghèo, người thông minh hay người không thông minh chỉ có 24 giờ. Nếu mà chúng ta dồn quá nhiều thời gian vào một cái việc như thế thì chúng ta còn quá nhiều việc khác chúng ta không làm được. Thì cái đấy là cái rất là lãng phí. Nhưng mà một cái điều nữa là chúng ta cũng phải quay ngược trở lại. Đó là nếu cái mục tiêu dùng ngoại ngữ để tiếp cận với những cái công việc hay cái mục đích đi du học, hay tiếp cận những cái công việc hay những cái tài liệu liên quan đến thế giới hay những cái hợp tác, những cái ngoại giao thì chúng ta dùng. Nhưng nếu mà những cái công việc hay những cái định hướng mà nó không liên quan đến đó thì chúng ta phải dành thời gian để nâng cao về kiến thức chuyên môn, kiến thức nền tảng. Nếu mà thiên về khoa học tự nhiên thì chúng ta phải tập trung vào toán, lý, hóa, sinh, hay thiên về khoa học xã hội chúng ta phải tập trung vào văn, sử, địa, giáo dục công dân. Ý mình muốn nói rằng là cái nền tảng của kiến thức ấy nó mới là cái nôi để có thể phát triển được hay là sáng tạo ra được những cái mới. Chứ nếu mà chỉ dùng ngoại ngữ không thôi thì chúng ta sẽ bị lệch.
Và thực tế chúng ta thấy rằng là hiện nay thì rất nhiều bậc phụ huynh thì vẫn tỏ ra là tự hào khi mà thấy rằng con mình có thể sở hữu một cái chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Và đôi khi cái điều này lại gây ra áp lực cho các em rất là nhiều khi mà các em sẽ phải buộc mình phải thi được một cái bằng cấp nào đó, buộc mình phải có một cái gọi là một cái gì đấy là chứng minh được rằng là mình là một người học giỏi, mình là một người có tư duy tốt bằng cái chứng chỉ tiếng Anh. Vậy thì ngày hôm nay nhân chương trình này, ông có thể chia sẻ một cái điều gì đó với các bậc phụ huynh để tránh cái việc chúng ta quá tạo áp lực cho các con hay không ạ? Mình nghĩ rằng là trong cuộc sống nói chung, trong việc học nói riêng, thì trong quá trình đó thì chúng ta cần tạo áp lực cho với chúng ta là cần thiết. Cái áp lực là cần thiết, có cái động lực. Tại vì thực ra học sinh của chúng ta đang thiếu động lực để phấn đấu. Nếu mà chúng ta có động lực, chúng ta có biết cái mục tiêu chúng ta phấn đấu. Thế thì cái động lực để mà phát triển, nếu mà về câu chuyện của ngoại ngữ, cũng như cái chứng chỉ của IELTS hay TOEFL các bạn có điểm cao, cũng là một cái tốt. Nếu cái động lực đấy và cái mong muốn định hướng đấy là tốt, theo cái hướng mà nghề nghiệp mình định chọn. Thế thì, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận lại. Nó là một cái công cụ phương tiện thôi, mà nó lại chỉ có giá trị trong 2 năm thôi. Tức là nó không phải là giá trị mãi mãi. Chúng ta phải rất là cảnh tỉnh cái chuyện đó. Thế thì sau đó thì chúng ta nếu mà cần cái chứng chỉ đó, chúng ta lại phải học lại. Thế thì ý muốn nói rằng là nó là một cái phương tiện, là công cụ thì đúng rồi. Nhưng chúng ta cần phải tập trung vào hơn cho cái kiến thức nền tảng. Mà đặc biệt ý, đối với học sinh Việt Nam nói chung và đặc biệt giáo viên của Việt Nam, mình giáo viên tiếng Anh cũng nói chung, dù cái phong trào đó nó là một cái phong trào cần tốn thời gian, nhưng chính cái đội ngũ giáo viên nhà mình cũng phải thay đổi cách dạy và học. Tức là tại sao nó lại hấp dẫn cái chuyện đó? Thì nó cũng có đủ là nghe nói đọc viết. Chứ nó không chỉ câu chuyện là chỉ hello, how are you, I'm fine, thank you, thì mấy cái ngôn ngữ hay là ngữ pháp thì nó không phải thế. Tức là chúng ta phải, đội ngũ giáo viên phải thay đổi cách dạy và học với cái phương tiện hay là công cụ hiện nay đang là phát triển rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt là cái dành thời gian cho cái việc mà chúng ta phải rèn luyện thể chất cũng như là các cái kiến thức nền tảng. Vì cái việc mà suốt thời gian vừa rồi nó gây ra một cái phản cảm của câu chuyện cái nguồn mà các cái chứng chỉ IELTS hay TOEFL ấy là vì gì? Lớp 10 các bạn đã thi rồi. Vâng. Thế thì nếu các bạn có đủ cái điểm mà gọi đủ điểm để vào trường rồi thì cái lớp 10 đến lớp 11, lớp 12 các bạn không học gì cả. Đúng rồi. Và dẫn tới cái rất khổ cho giáo viên ở trên lớp, trên trường là các bạn ấy không tương tác và các bạn cũng không tập trung để nâng cao cái kiến thức nền tảng cơ sở. Thì đó là cái điểm mình nghĩ là nó có rất nhiều bất cập trong cái câu chuyện này. Vâng. Thế nên các bố mẹ cũng phải nhìn tổng thể. Con mình lớn lên được, muốn đi ra ngoài được thì cái kiến thức nền tảng mới là cái thứ mà chúng ta quan trọng, năng lực hay là cái tài năng của chúng ta. Còn ngôn ngữ nó là phương tiện truyền tải hay là nó là cái phương tiện để lấy kiến thức hay thư viện từ thế giới hoặc là có thể giao tiếp ngoại giao, nó là một phần khi mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ học được. Vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Đặng Minh Tuấn đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rồi, xin cảm ơn. Và thưa quý vị, và tới đây chương trình tối nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.